Hello anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của chị Z. Chúng ta tiếp tục series chơi game trong lúc buồn ngủ. Buồn ngủ quá mà không được đi ngủ anh em. Tại vì chưa đủ clip. Chơi từ quả này nhá. Cần mình sẽ bán rau. Ủa quá. Thì những kiểu buồn ngủ sẽ bị mình bị lười check nhà hơn này. Thì mình bị quên check nhà luôn nên não mình sẽ giảm một nửa số neuron thần kinh các kiểu. Đây con này hai, con này hai thì mình chơi này, xem đây được gì không. Đây này thì vứt rồi anh em ơi, chúng ta sẽ bán hết đi và hẹn gặp lại anh em sau cái chuỗi thua đáng sợ này thôi. Bye. A few moments later. Hai anh em mình sau chuỗi thua vừa chập mắt được một giấc xong nhưng mà vẫn chưa tỉnh táo hơn là mấy nè. Chắc là sẽ phát này đi, một phát này, phát Vera. Này đi. Chắc là chơi thú hoặc là chơi cung sao đấy anh em ơi. Thôi phân vân về cái đấy. Lau mà có lau 2 thì vẫn chơi nhé. Lau 2 khá tín. Hoặc giữ 2 con lau thôi cũng được. Cung với là thú chắc luôn này em ơi. Đầu món này. Ubleang nè. Kích ra nè. Khó nhở, đánh gì cơ? Đánh này à? Đánh gì bây giờ? Muốn chơi Yon. Này à? Hai đồ với Yon à? Cái đồ này cho lau được. Hai lau đi. Trông hơi kỳ nhỉ? Chứ chắc các nhà khác đâu em. Xuống bắt đáy, chắc bắt Yon mình lên. Lau đi một phát này. Thu lại đi một phát này. Trận này mình Yon được. Nhưng mà đánh Yon thì mình thích cung hơn ta. Được anh em ơi. Không kịp lo lên. Chơi lỗi tí anh em. Lỗi quá, lỗi quá, khổ quá. Người díu mà anh em, buồn ngủ. Người díu. Cá nhân mình thích cái đội hình cung cung hơn nhá. Cũng hơn là bởi vì là mình có cái thương này, mà có thương này sẽ hợp trong Richter. Em Richter vào sẽ khá là tín. Mình đang hướng về cung thủ hơn. Săn cười chắc cho vào thôi nhỉ. Bán thần cũng tín. Hai con già đi. Chưa chết được nhà. Ui nhiều thương thế. Chưa căn được anh em ơi. Chưa căn thì cứ đánh nào luôn. Eronuti đẹp quá. Anh chưa biết đánh nào đây. Chưa biết xử lý vụ này nào đây. Bao nhiêu cung rồi?
Thứ mỗi con teo rồi đúng không? Quỷ. Tươi tắn ghê, tươi tắn ghê. Tươi đấy anh em ơi. Ok đấy. Lo xin luôn cho vào nhá. Lau già. Mà quả thương kia bắt được ok quá nhỉ. Hai thương bắt đáy bên kia. Bên này đi. Ui Aeron ok đấy. Năng cái này cho con Yon rồi anh em ơi. Yon mình hai đồ rồi. Ta đến lúc tiêu vãn trận đấu rồi đó. Năng là level 9 luôn được nếu mà mình sẽ có con Senel. Tươi tán, tươi tán, tươi tán. Anh bán thần này đi luôn. Một, hai, lau đi luôn. 3 VC không cần. Không cần. Từ từ nhé, phải động não một chút này. Ok, VC đứng lại con này đi. Này sẽ đi. Phoenix này đi được. Khả năng lên 9 sớm anh em ơi, giáp không vậy. Ok nha, 3 đồ. Tươi hết nhở. Đồ cũng không phải quá đẹp đâu nhưng mà với đội hình cung này là tạm được. Bây giờ cần thêm một Chanel nữa. Chanel. Chanel có luôn, Hayate cũng có luôn. Hayya. Sẽ chơi này một chút nhá. Chơi này góc này một chút. Trông nó hơi lò lò tí thôi nhưng mà sẽ không nghĩ sẽ thất bại đâu. Hai thương bắt đáy à, đáy giữa này kia, này kia, này kia, góc kia, góc kia, góc kia, góc kia. Để hết con góc kia nhá. Để hết con góc bên này. Nó con teo này sẽ bị dính. Con teo này. Chứ chắc là bị ăn thương đâu bởi vì Phoenix nó bay xuống rồi. Xem nào nhá. Xong rồi bay thương. Vẫn xin được mình. Phoenix với cả Yon gánh thôi. Phoenix gánh nhé. Em ơi Phoenix gánh vãi. Ô bây giờ biết sức mạnh con này đấy. Mới tăng sức mạnh hay sao ấy nhở. Sao không thấy update gì nhở. Điên vãi. Hai giáp của mình rất là ngon. Nhưng mà hôm trước này cũng khá là ngon vì có con sau này có con Quy, có con Richter có một cái này thôi là được rồi. Thôi giáp của mình đi. Hai thằng bệnh không? Tính tưởng hai thằng bệnh. QC không cần lên 2 đâu, mình sẽ sắp bỏ QC giờ. Bỏ QC lên 2 con này giờ. Còn có mỗi một con thì QC còn được. Hai con thì chắc là... Ê, Phoenix này sao ấy nhỉ? Mỗi 0,5 giây gây 225 sát thương phép. Điêu nha, điêu nha. 0,5 giây. Nó đau vãi. Ui. Ui, xả đam điên luôn ý. Ê, 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 hay là thử một tí nhở. Eo con này khỏe vãi. Nó xả, nó còn xả chủ lực nữa mà nó cầm thương xuống nó xả chủ lực nữa. Nếu mà nó không chết sớm. Không có Ngọc Đại Pháp Sư đúng không? Có. Đã cho nó PC tạm bởi vì mình đang muốn con teo mình ulti được nhá. Teo mình ulti được một phát đầu tiên ngon. Để góc đấy nó đẹp anh em ơi. Góc đấy sẽ bắn được 12 thương này, bạn này hơi căng. Góc đấy sẽ bắn được một vài bạn. Nhiều thương quá. Trời ơi, 15 xoay neo. 10 anh Yon. Móc chéo bắn được hai bạn. Ui con này giáp thống khổ đau thế. Hay quá, Phoenix gánh. Trời ơi, Phoenix gánh thật. 12.000 đam.
Hay da. Chủ lực à? Sát thương chủ lực à? Ê sao hồi trước mình chơi cung mình chưa bao giờ con thấy cái này khỏe thế nhỉ? Sát thương chủ lực Phoenix à? Anh trưởng đam thật. 3.900 máu không bằng máu con Văn Heo 2. Con heo này là Văn Heo 1. Không nghĩ mỏng hơn Văn Heo sẽ... Ui công vật lý to thế. 700 công vật lý là kiểu đam nó to hơn cả Zon kìa. À mình phải có giáp vũ mệnh này. À, có giáp vũ mệnh với thương xuyên phá, thương xuyên phá nữa. Xuyên phá 160 công vật lý mà. Con thấy quả đẹp thế. Enix ulti này. Nhìn đam kìa anh em ơi. Nhìn đam kìa. Anh hai. Sức mạnh của con bài tiềm ẩn à? Cũng này khai phá ra một con bài anh em ơi. Bây giờ mình eco lên 9 được không nhỉ? Vì thực sự là mình đang muốn mình muốn lên von cát với con quy các thứ luôn. Xe neo này lên 2 được là tốt rồi. Cái này teo sẽ không đi luôn này, sẽ đứng ở góc này. Cẩn thận. Lên thợ săn quỷ sẽ trâu hơn ở team này. Có thánh đồ con Yon này sẽ gánh team hơn. Quan trọng Phoenix phải ulti được anh em ơi. 100 mana. Phoenix tiếp thì tin tưởng nhạc thằng cu này tiếp. Cho tôi chọn khác ta. Chanel lên 2 luôn không? Roll một tí. Điều quan trọng. Cái liềm này tốc đánh không cần cho con ấy này, mình xem cho con teo này. Mình cho con Yon đi. Thêm đồ thủ thuộc cho Yon. Ê mình muốn con Phoenix này phải ulti sớm sớm một tí. Thế này là được rồi nhỉ? Biết thế này được. Nhiều floor không để mình tách hai con pha teo này ra nào. Nhiều floor đấy, nên ta tách con teo ra giữa nhé. Floor xuống đáy. Ui, ulti quá hơi xấu. Chắc trận này Phoenix không gánh được đam nhỉ? Hay là mình đã nhầm? What thôi, 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 thôi. Ê, nhưng mà thật sự luôn ý. Phoenix này bị điên rồi. Sẽ đam to hơn do được nhở? Điều không thể nào ấy. 780 không cái con này mới có thêm cái liềm nữa, thêm 780 là đam to bằng ấy được. Ê, đam to hơn Yon rồi đó. Ôi thôi xong quả con cát này, gặp con cát thì đi rồi. Đã một mệnh, ulti luôn, ok. Ui gây đam cũng phát điên đấy. Rồi quay sang bắn con teo, ui không kịp. Chắc cũng chỉ được đầu game anh em ơi, late game là con Phoenix nó cũng không phải là gọi là một con gì đó quá là ghê gớm, vẫn phải là một khác. Đầu game thôi anh em ơi, nhưng mà đầu game thế là điên rồ ấy. Ê gặp con chơi con này phát nó tỉnh cả ngủ luôn mà. Phoenix 3 nhỉ, bây giờ mình có khi mình bắt đầu kiểu đánh các cái đội này sẽ mình tích cả Phoenix 3. Phoenix chỉ trông không ai lấy. Phoenix 3 bao nhiêu? 300 đam một lượt. Cân nhắc nhá. Giọng vừa đâu. Bắt ra rồng thổi góc đẹp này, Von cát bên này thì hơi đỏ thôi, bên cát bên này thì mình không sợ ấy, bởi vì còn có hai thành đồ bên góc bên đấy. Hai thành đồ này mình sẽ khả năng cân được góc bên đấy. Thương hai thương à, bắt được con Yon rồi. Con này không chạy được. Hai cái mất hai giáp bổng mệnh à. Yon vẫn còn một giáp bổng mệnh. Phoenix gánh.
Lại Phoenix gánh. Ui nó ném cho ba bão siêu thanh thì ui rồi ơi, ui rồi. À không, còn Yon gánh. Phoenix cũng gánh. Yon góc này thổi đẹp lắm, nó xây được 3-4 hàng liền. Yon hơi sai lầm. Nhiều giáp không bệnh nữa. Bây giờ nhá, gặp quả này thì sẽ nhảy vào, bị vào nhảy vào con cát này, khả năng mình bắt đầu cho con Phoenix mình đứng xuống đi nhỉ, cho con thương này, cho con teo hay là sao đấy. Phoenix đứng xuống dưới đi, bắt đầu đứng xuống dưới dần đi, teo đứng đáy đi, đó cho đỡ gặp, đỡ gặp mấy cái quả con cát này bớt đi. Phoenix sẽ đứng ở dưới nó gánh. Ôi giời, nó bị trôn mà nó cũng gây được sát thương chủ lực kìa anh em ơi. Con Yon này phải xấy được con cát cơ. Mất liềm này nhưng mà thôi nó cũng giết hết. Phoenix ulti phát, ok. Bắn. Gánh được. Đấy thế là bạn này hai lần, những con cát nhảy hết. Chắc để góc, để Yon thăng góc bên đấy thì sẽ vả là bạn đấy thôi. Nhưng mà mình cứ không chịu để. Senea hoa lên 2 cũng được. Mặc dù mình cũng sắp lên sắp định lên con kia rồi. Phoenix chắc cầm một liềm tiếp nhỉ. Phoenix cầm liềm nữa. Phát xong mình sẽ lên luôn nhé. Em chỉ luôn cho con quét này vào. Thi thoảng mình thấy mấy bạn chơi Phoenix thú. Bắn đầu game cũng ổn áp phết. Nhiều đam phết. Mà ulti phải đẹp cơ, kiểu mọi người nó phải trụm trụm vào một chút. Con này đam nhiều ulti mà. Cái này tươi phết nhỉ, nhặt nhiều Yon phết này. Bây giờ mình nhặt được mấy chục con Yon. Kiếm Richter phát nha. Thì nó lại đùa đầy đủ quá rồi. Victor truy hồn chắc phải cho Yon thật thôi. Là không khác được. Cái này sẽ cho Phoenix à? Tập đánh cho Teo đi. Này, cho Phoenix thì phải cho Yon. Đến góc này được. Teo mình cũng không được ulti luôn nên là mình cũng không để làm gì. Đẩy nó luôn chứ mất được. Dồn hết góc này rồi, Phoenix nó ulti phát này. À, ta không chơi quét anh em. Bật quét đi. Thôi Yon này có truy hồn thì bắt đầu nó làm bốn Phoenix rồi anh em. Phoenix không được tác dụng rồi. Chắc là đang bắt đầu thay đồ nhỉ, thay đồ dần nhỉ. Phoenix này bắt đầu cho đồ cho Senel các thứ đi. Dạp mệnh này thì chưa có bon cát. Thôi là cứ cầm đi, cứ cầm đã. Anh mới cầm cái này à? Tại sao không? Why not? Lại cho thêm con Senel đi, Senel mình cũng khá thích. Và mình sẽ đẩy cái tốc đánh này sẽ cho con Phoenix đi cho nó ulti sớm. Yon 3. Bây giờ đi tìm con Dirac. Ra. Con cát gạo đáy bên kia, gọn cát đáy bên này. Đây, đúng không? Đang cát bên này xong rồi mình sẽ đổi góc bên kia luôn nhé. Để mình chơi chơi với bạn mình góc bên kia luôn. Anh em ulti này. Hai anh thánh đồ cùng một chỗ này. Con cát này đi. Không thể đỡ được. Một bạn tìm đi rap đúng không? Mình muốn bỏ một con thợ săn quỷ đi không? Chưa cần vong cát đâu. Vong cát mình không có sách thánh. Khá nhiều đồ không có sách thánh. Liền ném cho vong cát mình cái quyền trượng Reha sẽ ném lại cho con
kia. Đây là Grirap này, nhưng mà cũng không được tiền lên. À sau nhé, sau không được tiền. Sao mà bệnh quá. Ta bệnh mình sẽ ném một con Peo sang cho con cát thôi. Phoenix cứ cầm giáp của mệnh tiếp được, thoải mái em ơi. Anh thích em mà. Đổi góc này nhá, sang góc bên này phát chơi phát bên này. Không gặp bạn kia anh em ơi. Bạn sau mình gặp bạn này. Trời này ulti đẹp quá kìa. Ây da. Chanel nhiều đam nhỉ. À không, không nhiều đam được. Cháy quá, cháy quá. Khỏe quá anh em ơi. Và sau là khỏe nữa này, chụp yêu một cát này vào khỏe nữa. Thêm một đồng vàng. Một đồng được quy ra. Đủ tiền nhỉ? Không đủ tiền. Oh no. Cày vãi pha sau nhá. Ây da. Sao mình tính sai nhỉ? Còn trừ 5 vàng của mua con Moncat. Cộng nhầm anh em ơi, cộng nhầm. Trừ nhầm 5 vàng đấy. Nhưng không sao, 4 cái giáp của bệnh này chắc là sẽ hồi sinh kịp không? Mong không chết được không? 47 máu mà đi luôn là... Không đi được. Eo ơi, mà ghét thế. Cái này đi rồi. Binzy à? Anh Binzy đẹp dai à? Anh Bin đẹp dai à? Cái tiền. Nào. Đây lên. Lú tí anh em ơi, lú tí. Đẩy hết ra góc kia nhé, bạn này có sát thủ Nakot, con cát từng kia đấy, này kia, con cát từng cái này. Cưng này bên kia, mình chẳng có một ngày, con cát bên kia. Đổi góc sang tím, đổi góc bên kia nhé. Bây giờ mình cần liềm cho con cát này. Eo cho con cát, thực ra sen eo này cũng cơ giáp của mệnh được. Giáp của mệnh sang để cái góc bên này đi. Quyền triệu Reha để cho con Yon này, mà mình thích một đối thủ gì đó hơn. Chanel thì cứ cầm kia thôi. Thường vẫn cho teo với con kia thôi. Sau pha này mình sẽ bán hai bạn này đi. Mình muốn lên một con Richter 2, con teo 2 thôi là đủ bộ. À con Quy, nãy giờ không tìm con Quy. Nãy giờ cố gắng tìm con Quy nữa anh em ơi. Con Quy nữa. Muốn thêm Chrissy thì nó cần nhá. Got work. Không cần anh em ơi. Ta sẽ bán hai bạn này luôn thôi. Quy sĩ cũng bán này. Một vàng này mua về. Quy đâu ta? Vừa nói xong. Quy này. Quy đứng đây này. Đồ cho Quy sẽ là hai cái này. Đại cho Quy, sách thánh cho con cát. Và cái này sẽ cho con Phoenix và cái này sẽ cho con Yon. Ok, xong rồi đổi góc anh em ơi. Cát nhảy thật đẹp này. Phoenix chuẩn bị sống lại này. Cát nhảy phát nữa này. Thề này cũng cứng đấy. Thề cũng cứng đấy bạn ạ. Bạn cũng cứng đó. Ăn thêm một quy nữa. Ra một bệnh nữa. Ây ơi, trông ghét thế trời. Ây dạ ơi, con gì nhiều đam. Nào xem con Teo hay con Richter nhiều đam hơn. Ra Richter mà tanh được thôi, xem con nào nhá. Xem một con nào đến 2 thì mình sẽ cho nó ra một bệnh nhá. Teo à? Ok. Cho Teo. Xong rồi, pha này mình sẽ đập lên con Teo.
Thêm góc này không sợ, anh em mấy von cát mình ở đấy mà, von cát mình choáng thêm này luôn, truy hồn bạn này lồng mà thổi sang bên góc von cát này cũng hơi lo, nó đổi đổi góc lại cũng không kịp. Đổi góc bên kia rồi, chạy góc bên kia rồi, mà rồng vẫn choáng, là con rồng vẫn bị choáng. Thêm bổ được hai phát đẹp thế, con cát nhảy nè, nhiều giáp của mệnh quá anh em ơi, không giết nổi ý. Không giết nổi hết vì nhiều giáp hộ mệnh quá. Đi luôn này. Ây da, Felix Mayura. Để late game thì nó yếu anh em ơi. Late game nó không tiến đi trước nữa. Làm phải late game phải có Felix 3. Nhưng mà cũng hay anh em ơi, nếu mà kiểu có thêm con Felix mà nó nhiều đam đam tí là cũng thay đổi meta phết đấy chứ. Em có thể đánh meta những con hai vàng như con Florentino và Phoenix chẳng hạn đấy. Roll đến chết ở level 6 chẳng hạn đấy. Nếu vậy thôi anh em, với mình đến đây kết thúc rồi. Em thích clip trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye.